Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục làm phần còn lại của bài tập so sánh dung tích của nước. Ngày hôm qua thì chúng mình đã cùng nhau nhận ra được bình nước nào đựng nhiều nước hơn, bình nước nào đựng ít nước hơn đúng không nào? Và đã làm được một nửa yêu cầu của bài, đó là bình nào nhiều hơn thì tô màu xanh, còn những cái bình ít hơn thì tô màu đỏ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ hoàn thiện nốt nhé. Đó là tô màu đỏ cho những cái bình ít hơn. Thì mình sẽ sử dụng màu sáp hoặc màu nước các bạn ạ. Đây, cả hai loại màu đều rất là thân thiện và không bị gây hại cho sức khỏe của các bạn đâu. Bây giờ phải tô màu đỏ đúng không nào? Mình sẽ dùng màu sáp nha. Và sẽ chọn màu đỏ này. Đây là màu đỏ. Các bạn nhớ là khi chúng ta cầm bút, cầm bằng ba đầu ngón tay, cầm bằng tay phải nhé. Bây giờ chúng ta thực hiện tô thôi. Rồi, xong chiếc bình đầu tiên đúng không nào? Chiếc bình thứ hai có dạng hình trụ nhé. Và cuối cùng là tô chiếc bình nhỏ nhất. Rồi, ok. Khi dùng xong màu, các bạn nhớ để màu đúng vào vị trí ban đầu với mình như thế này nhá. Tránh vứt linh tinh, có làm mất, có thể là gây mất màu đấy các bạn ạ. Vậy là mình đã thực hiện xong toàn bộ phần yêu cầu của bài tập trang số 30 rồi. So sánh mực nước trong các cái bình. Bình nào nhiều nước hơn thì tô màu xanh. Bình nào ít nước hơn thì tô màu đỏ. Mình tô màu rất là đẹp và không bị chườm ra ngoài đấy. Các bạn có thực hiện tô màu giống mình không? Thì comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài nữa, đó là đo dung tích bằng một đơn vị đo. Bài ngày mai rất là khó nên các bạn hãy follow kênh để chúng ta không bỏ lỡ video ngày mai. Tạm biệt tất cả các bạn.